Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh của mình nha. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem chiếc Hyundai Starlet máy 2.4 nha các bạn, số sàn 2015. Xe này là xe 9 chỗ nha, xe của Hyundai 9 chỗ máy xăng. Xe màu bạc nha các bạn, biển số Sài Gòn luôn. Xe 2015 mà mới chỉ chạy có 65.000 cây à. Xe km chuẩn luôn nha. Màu bạc rất là đẹp. Màu bạc là một trong những màu phổ biến nhất của xe Starlet này ha. Đó, xe mình đang nổ máy cho các bạn xem luôn nè, Grand Starlet. Xe này vừa được bên mình dọn vệ sinh rất là sạch sẽ nha các bạn. Sạch sẽ rồi, mua về các bạn đổ xăng và chạy thôi. Rất là phù hợp cho những nhà mà đông người ha. Đó, xe máy chỉ có 2.4 thôi nha. Máy 2.4 thôi. Nhỏ hơn máy của Fortuner nữa. Đây, nguyên zin hết. Đó, keo chỉ được nguyên zin hết nha. Đó, bên mình vệ sinh sạch sẽ nè. Bây giờ mua về các bạn đổ xăng và chạy thôi, không tốn bất cứ chi phí gì thêm ha. Đó, xe thì bên mình kiểm tra chất lượng rồi, cam kết động cơ hộp số là nguyên zin hết nha, không đâm đụng, không ngập nước, khung gầm là nguyên bản hết nha. Đó, xe này chuẩn luôn, km chuẩn luôn nha các bạn. Starlet 9 chỗ đang nổ máy luôn nha. Đó, đèn các bạn nhìn trái đèn nè, thấy không, sáng lóa thấy chưa. Đó, rồi cho các bạn xem vỏ xe nè. Vỏ là 2015-70R16. Mâm 16 bên phía trước là phanh đĩa, phía sau là tang trống nha. Phía sau là tang trống. Đó, vỏ xe rất là cao nè. Thấy chưa? Vỏ xe còn cao lắm. Vỏ này các bạn đi chắc tầm khoảng cũng khá là nhiều á, không phải là 20-30 nữa. Rồi mình mở cửa cho các bạn xem. Cửa này là cửa lùa nha. Đó, cửa lùa. Kéo ra. Ghế phía trong là ghế kem, màu kem nha các bạn. Bên mình đã vệ sinh rồi, sạch sẽ, sạch bon luôn. Xe này 3 hàng ghế nha, mỗi hàng 3 chỗ. Đó, hàng ghế cuối nè. 3 cửa gió luôn, cửa gió hàng ghế cuối cùng kìa. Thấy chưa? Đây điều hòa hàng ghế thứ hai. Đèn. Đó, trần là rất là sạch sẽ ha, không có một vết dơ luôn. Nói chung bên mình đã vệ sinh rồi thì chẳng gì phải lo. Mình mở cửa cho các bạn xem. Đó. Đó, cửa nè. Sạch sẽ. Cái ghế này có thể trượt được nha các bạn. Đây nè, có thể trượt được. Đó. Cái ghế lái mình để chỉnh phù hợp với mình rồi, nhưng mà hàng ghế thứ hai nè. Đó, rất là rộng ha, hơn một gang tay luôn. Hơn nhiều luôn. Dư cũng phải 30-40 á. Rất rộng, xe này rộng lắm luôn á. Đó, cho các bạn xem hàng ghế đầu. Hàng ghế đầu cũng 3 chỗ ha. Đó, đây là 2 chỗ, bác tài 1 chỗ nữa đó. Đó, xe số sàn nha các bạn. Số sàn. Rồi, mình nên lên hàng ghế đầu cho các bạn xem nha. Sạch bon luôn. Nói chung là dịch vụ chăm sóc xe bên Anycare rất là tốt. Anh em có xe thì cứ đem vào ha, sẽ có giá hữu nghị cho các bạn. Độc bát bạn của Lê Trương sẽ được giảm 30%. Được giảm 30% cho các bạn luôn, cam kết luôn, rồi được mời ly cà phê nữa. Rồi, gương chỉnh điện luôn ha. Đó, gương chỉnh điện luôn nè, lên xuống kính. Ghế thì chắc chắn chỉnh cơ rồi, ghế nỉ chỉnh cơ nha các bạn. Ghế nỉ chỉnh cơ Starlet. Máy xăng 9 chỗ 2015. Mới chỉ chạy có 65.000 cây à. Đó, đồng hồ nè. Mình nổ máy từ đầu tới giờ cho các bạn xem luôn á. Đó, chất xe rất là đẹp ha. Để mình trượt cái ghế ra mình cho các bạn xem cái vô lăng. Đây. Vô lăng nè. Đó, quay cận cảnh cho các bạn xem luôn, không có vết tróc vết trầy gì chỗ mấy cái chỗ nhựa này hết ha. Chỗ này là nhựa, đi nhiều cầm cái tay vô đây nó rất là dễ tróc. Nhưng mà cái xe này nó vẫn còn cái nước sơn bạc của nhựa, sơn zin của bạc luôn nè, thấy chưa? Cái vân nè. Các bạn thấy chưa? Cầm nhiều nữa sẽ mòn, nhưng mà xe này nó vẫn còn nguyên hết. Đó, cái mặt tắp lô rồi thì quá đẹp luôn, không có vết tróc vết trầy luôn ha. Đó, cho các bạn xem cái biên bản kiểm định của bên mình. Đây là thông tin xe Hyundai Starlet máy 2.4 2015. Đó, xe này chạy 65.000, xe này nhập nguyên chiếc từ hàng nha các bạn. Xe này nhập hàng mà anh em đánh nhầm là xe Việt Nam rồi. Đó, đây là biên bản kiểm định chất lượng ha.
rõ ràng hết nha, xe rất rõ ràng. Có như thế nào bên mình mô tả đầy đủ rõ ràng hết trong cái biên bản này ha. Đó, động cơ hộp số nè. Đó, động cơ hộp số là nguyên zin nha. Tất cả khung đồ nguyên zin hết. Khung gầm kết cấu là nguyên zin hết. Đó, rất rõ ràng nha các bạn. Mua xe bên Enica thì các bạn chẳng phải lo lắng một bất cứ một vấn đề về chất lượng rồi. Cam kết cho các bạn luôn. Chất xe thì quá đẹp ha. Starrest 9 chỗ, các bạn mua về chạy gia đình rất là phù hợp ha. Gia đình ai mà đông người thì mua chiếc này về chạy rất là phù hợp. Đó. Xe nổ cực kỳ êm luôn nha các bạn. Xe nổ rất êm luôn á. Cái chai đèn cũng sáng lóa luôn kìa. Đó. Đó, cho các bạn xem sát cái chai đèn luôn. Sáng bóng luôn ha. Xe này thì chắc chắn người ta bỏ trong trong mát không à. Bỏ ngoài nắng 25 tới giờ thì chắc chắn là cái chai đèn sẽ đục. Mà cái chai đèn nó còn sáng lóa luôn. Chứng tỏ là người ta đi rất là dữ ha. Rồi mình mở khoang máy cho các bạn xem nha. Đây, máy xe đang nổ đây các bạn. Máy xe nổ thì nổ từ đầu tới giờ luôn, chứ không phải bây giờ mình mới mở ha. Mình mở máy lạnh ở trong luôn á. Đó, máy nổ cực kỳ êm luôn ha. Máy 2.4, số sàn. Nổ rất êm nha các bạn. Máy 2.4 thì nhỏ hơn máy của Fortuner luôn. Đó, chạy rất là tiết kiệm ha. Đó, máy bên mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Không có một hạt bụi luôn. Mua về anh em đổ xăng và chạy ha. Không tốn bất cứ chi phí gì thêm. Xe rất chuẩn nha các bạn. Xe chuẩn km luôn. Xe chuẩn từ keo chỉ luôn nè. Đó. Đó, rồi ok. Mình báo luôn mức giá xe này nha. Xe này anh em người ta ký gửi bên mình với mức giá là 558 triệu nha các bạn. 558 triệu, mức giá bao tốt nhất thị trường cho anh em luôn. Mình cam kết luôn. Anh em có thể lên mạng xem giá cả thị trường ha. Xe này bên mình deal được mức giá tốt thì có mức giá tốt cho anh em thôi. Rồi anh em nào quan tâm xe này thì cứ liên hệ cho mình liền ha. Sẽ chốt em Starrest này liền. Số điện thoại là 0972 608010. Đó, mình tin chất xe này giá này thì đi rất là nhanh nè. Anh em quan tâm thì cứ đến ha. Xe này 25 bên mình bảo hành động cơ hộp số trong vòng 3 tháng hoặc là 5.000 cây luôn nha. Xe chuẩn, xe nguyên zin bên mình mới bảo hành. Còn những xe tàu lao thì không bao giờ bảo hành đâu ha. Rồi, ok, anh em quan tâm xe này cứ liên hệ cho mình nha, sẽ đến chốt liền ha. Rồi, cảm ơn anh em xem video nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình cũng như là bấm chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nha. Bye bye, chào mọi người.